Nó nữa là em tới ngay chỗ cái nói chung là chút xíu nữa cái bên Grab nó giao cái hai cái bao cá của mình qua cho anh nha. Dạ khoảng bao lâu ấy là nó chạy từ cái chỗ mà giao hàng qua là nửa tiếng. Thì có gì chút xíu nữa khi mà em đặt Grab cái là nó giao qua cái em gọi em báo cho anh. Anh mà nó giao tới ngay chỗ cái cầu Một Gà nha, là ngay trên cái đường quốc lộ 50 á. Có gì anh canh thời gian anh chạy ra anh nhận hàng giùm em với nha. Dạ dạ ok. Dạ rồi dạ. Cảm ơn anh, chào anh. Rồi nha, gửi hai bao cá mini về cho anh trai ở Cần Đước, Long An nha. Mình đứng ngay đường Đặng Nguyễn Văn Linh và bắt Grab giao qua cho ảnh. Dạ cầu Mông Gà chú. Dạ cá kiện á chú. Dạ dạ con có gọi điện cho cái người nhận trước rồi chú. Có gì ảnh chờ ngay chỗ đó. Ai gửi tiền cho em? Dạ anh bên đó cột lại chứ không nó tuột ra rồi. Đây là cái săn Hòa Hiệp ở đường Nguyễn Văn Linh. Bao nhiêu báo anh? 109.000. À. Rồi con cảm ơn nha chú. Xe đông quá trời luôn cả nhà. Thôi vô. Bắt Grab giao qua cho ảnh để ảnh nhận. Mình đi Bến Tre nó dễ hơn chứ còn mà chạy trong đó xa quá. Rồi hello cả nhà. Hiện tại bây giờ mình đang ở xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. Đang ở ấp Quế Sơn luôn. Đang đậu xe ở ngoài đường cả nhà. Đang đậu xe ở ngoài đường ngay chỗ trường mầm non Hoa Anh Đào. Và mình đi vô đây thả cá và sẵn tiện quay cho cả nhà xem một cái hồ cá coi của anh khách hàng ha. Sáng đi lúc 3 rưỡi dậy cả nhà, 3 rưỡi là mình dậy xong rồi đánh răng rửa mặt đồ 4 giờ mình bắt đầu đi từ dưới nhà mình là ở Châu Đức, Vũng Tàu. Ôi da, nước không rồi cả nhà. Đi lên đây bây giờ là 8 giờ mấy, gần 9 giờ rồi. Cả nhà nhìn xem cái đường đi có mấy cái vũng nước dưới ở phía trước kia có nguyên một cái hàng dừa rất là đã luôn. Đây cả nhà. Đi đại xuống nước luôn. Nước cũng ít à. Đây anh ra anh đón mình. Dừa đã của anh. Wow. Ở bên này có cái kênh nữa, cái mương nữa nè. Mương này để tưới ha anh. Thấy hai bên luôn kìa. Dạ. Mình coi mũi nhiều không anh? Wow, dừa rụng quá trời luôn kìa. Trời, dừa đầy luôn. Rồi tới rồi. Quá wow, nhà làm nhà gỗ quá trời luôn à. Rồi nhà toàn là bằng gỗ không? Bên này cũng cửa gỗ không? À dạ. Ồ căn bên này nè. Đã không? Và anh làm nhà gỗ đã kìa nha. Quạt đồ đẹp. Mấy cái ghế kìa. Này là cái hũ thuốc tím ở nhà để mình tắm tím. Này mình thả cá. Đây hồ của ảnh. Wow, hồ đẹp á. Hồ hiện đại. Cầm giùm anh. Ảnh đang nuôi cá Việt. Và hôm nay mình cũng thả cá Việt nha cả nhà. và ảnh mua toàn những con màu vàng thôi, cá Việt như màu vàng. Thì cá Việt thì nó sẽ có màu vàng nhưng mà nó không có chuẩn đâu ha, nó sẽ có nổ đốm hay gì đó nữa. Đây dạng ba kia nhựa nè, 5 tầng, hút mặt răng. Đây lát mình hỏi thông số kích thước rồi mình hỏi ảnh thử ha. Không, em định làm cái gì? Không có cần bỏ vô hồ đâu, em múc nước này ra rồi cho nó quen nước, quen nhiệt độ. Mỗi lần thả một bao thôi, ok rồi. Đây mình thấy có hai cái nằm đáy nè, một cái vòng bông mai. Anh còn nhớ cái thông số hồ không, cho em hỏi thăm tí? Vậy hả? Bắt trứng chết hả? Đạp mới về đó, em hỏi anh đó, trời ơi, con mình trứng quá trời. 2, 4, 6, 8, bây giờ còn 10 con. Con bữa nước đầy nè, cái nó theo, nó nhảy ra, nó nhảy lên kia. Nhảy lên trên này luôn hả? Dạ. Ủa nhảy, hay là nó phóng đây, anh có coi camera hay gì không? Theo đường nước nè, ông già khuya, ông nhảy, ông cứ cay, cứ cay hay gì đó, ông thấy. Chứ em sợ ông nó phóng từ đây, nó phóng ra luôn sao? Không, chắc đi theo đường này chứ đây là quen rồi, đây đó giờ mà. Dạ. Bắt anh này năm mấy đúng không? Dạ. Bắt của anh này năm mấy rồi? Dạ không, tại vì em không biết. Bên em cái người mà tư vấn là cái bạn ở nhà. Dạ. Thì đợt này cũng bắt của anh với của ai đâu? Đợt đó bắt 11, 12 con. Đợt trước cũng bắt của anh em. Thì đó bắt tới nay luôn đó là dạ. Em về em gào mấy tháng trời, em thả ra tới Tết là em bung ra đó. Anh rào mấy cái kiến này á hả? Cái kiến này rồi lưới em để trên. Anh rào lưới nữa. Rào lưới lên trên nữa. Là nó quen rồi, bắt đầu sao tha lấy ra, bắt đầu nó mới nhảy hả? Không, nó cả năm nó mới nhảy. Nó mới nhảy đây hả? Cả năm rồi bây giờ mới nhảy. Cả năm mấy á. Dạ. Còn 10 con. Còn 10 con. Ủa là ảnh đi đâu rồi ta? Anh đang chặt dừa cho mình uống hả? Ủa? Nó 5 con vàng. Ủa? Nhưng là giờ qua lại cho ảnh là bên ảnh 8 con. Anh thì anh không biết cái này, cái vụ này mấy em sắp xếp cho anh đâu biết đâu. Đi dạo một vòng tham quan ảnh chặt dừa cả nhà. Có mấy cái bồn nhựa cao cấp chứa nước nè, tội không, anh chặt dừa cho mình uống. Đây có nguyên một cái gọi là cái xuồng tùng. Xuồng tùng và mai quá trời không à. Về miền Tây là mấy anh chặt dừa cho uống đã luôn. Rồi lộn rồi, hình như lộn rồi. Cái này bên Bến Tre á, cái lô bên kia là hình như là đâu có cá vàng, cái lô bên kia không có con nào vàng hết á, phải không? Dạ đúng rồi. Cá cũng bự ha. Đúng rồi, là cái lúc sau có một cái lô sau, anh lấy sau nữa anh. Lấy sau nữa. Dạ. Với lại ủa sao cái vàng ba kim mình thay hay sao mà lấy thêm vậy anh? Thay hả? Chắc thay. Sao mình cái đó là sao mà thay không tận dụng luôn ta? Bữa nó lô cá vàng này. Dạ đúng rồi, đây này. Đây là cái lô cá vàng thì nằm trong này. Lô này bắt sau đúng không? Cái này bắt sau. Lô này bắt sau chắc dính luôn cha rồi đó mới bắt luôn. Cái này phải cha rồi không? Dạ anh kêu chuyển từ cái lô kia qua lô này. Đây là thấy 5 tầng ba kg. Không biết cái vật liệu này thì sao mà chỉ biết cái cá bắt mình thôi. Ủa ta bắt cái lô này luôn hả? Chết qua nó chứ bên cái hồ của mình nhỏ xíu mà để nếu mà thấy ít thì móc bắt kia ra đi lên trên kia quay. Rồi tối ngồi trên nhìn xuống được lắm. Dạ. Anh còn nhớ thông số hồ không? Cho em hỏi thăm chia sẻ với mọi người với. Dạ. Đây cái hồ này tính. Đây rồi đó nha. 1,5 mét lọt lòng. 1,5 mét lọt lòng. Còn đây, dài bao nhiêu anh? Ngang gì là 3,3 mét. 3,3 mét là lọt lòng luôn ha. Lọt lòng. Anh tính lọt lòng. Còn cái mực nước thì khoảng 8,5 tấc đó. Là cũng lọt lòng luôn ha. Dạ, tính mực nước á. từ dưới đáy lên tới mực nước 8 tấc rưỡi, còn được lên tới thành hồ là 9 tấc rưỡi. Là tổng là 4 khối 2. Là ủa sao mà em thấy cái lọc bên kia bự vậy anh? Cái lọc đó là em ngang, em nhớ không lầm là ngang là 1 mét, ngang 1,2 mét rưỡi gì đó, chiều dài là cũng 2-3 mét, em không nhớ rõ, lâu quá. Đây chắc cũng 2 mét rưỡi. Em nhớ cái lọc là đợt đó em điện anh tư vấn nó khoảng 1/3 hay hoặc là 1/2 cái lượng so với nước này, nên em làm cho lớn luôn. À, nhưng mà anh làm lớn năm 2021 em mua anh trước dịch đúng không? Hay là mới vừa ngưng dịch gì đó? Là vật tư là lấy bên em luôn hả anh? 100% bên anh. À dạ dạ. Anh tư vấn em. Dạ. Khi mà em xe hồ em điện anh suốt đó. À dạ. Vậy là cái hồ lọc của anh tới 2 khối rưỡi, cái lọc 2 khối rưỡi. Đúng rồi. Mà cái hồ chính là 4 khối 2, vậy là tổng cộng tới 6 khối 7 luôn. Ừ. Mà anh chia cái lọc hơn 1/2 cái hồ luôn á, tại em thấy nó bự nhưng mà. Ừ. Nó, em test để nó thôi sợ em tưới phân bằng cái cây kiển đó. Dạ. Nhưng mà lọc bự về mà anh nuôi về thì cũng hơi ít nè. Xong rồi cả 2 năm nay rồi. Em mới đặt anh đưa cho em một cái bơm 1.600, 2.700 gì đó. Dạ 16.000 chứ không có 17 anh. Dạ, 16.000 dạ. Với một cái 21.000, cái 21.000 thì em chơi thổi luồng sát đáy đây nè. Đi cái hai bơm 21 là bơm gì ta? Bơm 21.000, bơm 22 chứ. 22.000. Bơm 2, 22.000. Dạ. Em mới thổi chia làm 3 ống luồng. Em thổi dưới đáy luồng. À, có nghĩa là bơm 16.000 thì em cho lên lọc 3 kg. Dạ. Vậy bây giờ cái đầu tiên là cái hồ mình làm 2 hút mặt ống số 10 ha anh. Đúng rồi. 2 hút mặt đây. 2 hút mặt ống số 10. Rồi ống hút đáy là em thấy có 2 cái đây. 2 cái đáy, làm đáy rồi. À là anh chỉ làm ở phía này thôi, phía kia không có. Là ý anh là luồng phía bên kia thổi về đây. Thổi về một chiều. À hợp lý quá trời. Vậy là 2 hút đáy ống mấy anh? 2 hút đáy cũng ống 60. 2 hút đáy ống 60, 2 ống hút mặt 60. Một ống lưỡng 42. Về thêm một ống hút lửng 42 nữa. Đó, vậy là 5 ống. Là mình về cái ô lắng số 1 phía bên kia hay bên trong? Phía xa. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là anh chia tới 5 ô luôn hả? Chia 5 ô. À vậy là cái thông ngăn thì anh làm sao? Vách hay là vách, lỗ? À vách nha. Vách đứng. Rồi vách nhưng mà phát lỗ trên nó hình dít dắt. À anh vẫn làm hình dít dắt. Ừ. À vậy ô đầu anh chứa gì anh? Ô đầu chứa cái xanh xanh này cái gì? À, chổi chứ. Ô đầu chổi với đèn UV. Với đèn UV. Ô số 2. Ô số 2 là mình tấm xi mắc. Rồi ô số 3 là gì ạ? Ô số 3 là không biết Sứ Thanh hay là đá Long Vũ á, thường thì tụi em sẽ tư vấn là đá Long Vũ. Rồi ô số 4 là Sứ Thanh. Rồi ô số 5 là anh dùng 2 máy bơm. Một cái bơm em cho cái củi oxy. Hộp oxy với cái hộp gì? Hộp canet nữa hả? Hộp canet. Vậy là hộp canet anh đâu phải để ô bơm luôn hả? Để ô bơm. À. Nhưng mà cái ô bơm chia làm 2. À ô bơm anh ngăn làm 2. Đúng. Là ô bơm ngăn làm 2, cái bơm á là có một miếng ngăn để cho cái hạt đó nó. Dạ rồi em hiểu rồi, có hộp luôn để cho nó sủi lên. Còn oxy thì sủi bên kia. Dạ. Rồi dùng một dùng bơm 16.000 lên 3 kg. Một bơm 22.000 ra luồng. Ống lên 3 kg là ống 42 ha anh? Ống 42. Rồi ống ra luồng là ống mấy anh? Một ống đầu tiên là ống bự nhất là ống mấy? 3 ống 27 đó. Ồ, vậy là hơi nhỏ vậy ta. Ủa sao 27 ta? 3 ống 27. Anh nhỏ quá, không nhỏ không ta? Bơm luồng rồi đó, cái ống nó bự vậy đó, em nó chia ra làm 3 ống. À cái ống anh đi có nghĩa là ban đầu á là anh đi ống 60. Đúng ống 60. Ban đầu rồi anh đi 60 rồi qua tới đây rồi anh bắt đầu chia ra thành 3 cái luồng nhỏ phía bên này. Đúng rồi, đúng. À chứ không phải là từ ở trong nhỏ trong kỳ tư ra luôn. Không. Dạ. Em sẽ vậy là tới đây gần, cái khoảng thời gian xây dựng là bao nhiêu lâu rồi? Này mấy ông anh thợ nhà làm cũng nhanh, các khoảng chừng 2 tuần. Không, ý em nói cái thời gian lúc mà mình làm cái này nè là năm trước dịch là 2021 hả ta? Cỡ tháng mấy? 20 hả? 20. Vậy là cỡ tháng mấy nè? Hình như cũng tháng 4 tháng 5. Tháng 4 tháng 5. Ừ, tháng 4 tháng 5 em bỏ ngâm hồ cũng hơi lâu đó. Dạ. Tháng 4 tháng 5 năm 2020. Rồi cái đợt dịch đầu tiên đó, nó kẹt đợt dịch đầu tiên hồi tháng 4 đó là bắt đầu cái em mới qua cái đợt dịch đó tới năm 2021 em mới bắt cá của anh đó. À dạ. Vậy đợt đó tới đó giờ là có chừng này thôi anh, có 10 mấy con vậy thôi hả? À, ô cái con kia đẹp quá, con kia giống cá Việt vậy. Ở đây cá Việt hết hả anh? Cá Việt hết. À, nó giống cá Việt kia hết, đẹp kia ta. Cái con này nè. Con này hả? Dạ. À, cho vậy nếu mà dưới cái lọc bự vậy thì bao nhiêu lâu anh vệ sinh lận? từ hồi ấy gắn tới giờ em cũng không có vệ sinh luôn á. Vậy là từ tháng 4 2020 mà ở đây là tháng 9 2023 nhưng rồi. Mà bắt đầu lọc là năm 2021. À là khi mà làm xong là 2021. Làm xong em bỏ đó em ngâm hồ lâu. À vậy là 2021 tới giờ cho hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm đó. 2 năm rồi mà chưa có vệ sinh luôn. Anh không có vợ dở cô lắng đó luôn hả? Dạ chưa luôn. Giờ dở cũng được. À cây chậu đồ quá trời luôn hả? Hôm nay tính vệ sinh rồi đó, để bắt cá mới mà lại quay rồi đi làm suốt. Ủa vậy anh có thay nước hay gì không? Chăm nước. Có nước nó tự rút hay sao anh? Tự rút em gắn cây này vô xả. Ý là mình vẫn có xả hả? Có xả vô. Không, ý em nói là xả cái nước hồ ra, mình có hay xả hồ ra không? Không, đợi rút rồi mình chăm vô thôi. Để nó chăm vô. À. Cũng không thay nước. Anh có nhớ cái đợt trước anh bắt mấy con cá này sai mấy không? Cũng sai từ 30 đến 40 đó. À 30 tới 40. Mà hình như đợt đó 32 không à, 30 32 không. Dạ, à, tại anh biết sao ở mình mà ít thay nước quá là cá nó lâu lớn lắm. Ừ. Anh phải thay nước hả? Dạ đúng rồi. À. Phải tháng, ít nhất 1 tháng hoặc tuần hoặc 1 tháng. Chứ mà lâu quá không thay là cá nó lâu lớn lắm. Tại cái không có khoáng chất mới. Nó cứ nước cũ mà nó cứ sống ở trong cái môi trường phân nó cứ vòng, tuy là nó sạch thì nó sạch thiệt. Với cái bộ lọc này thì chắc chắn là nó sạch rồi nhưng mà điều nó không có khoáng mới. Anh bật hết cỡ đi lát nữa nó xì, nó phải tống hết cái nước ra khỏi mấy cái lỗ đó. Nó lâu lắm. Này đâu có đồ dặn. Cái ống oxy mà. À bữa có xì hả? À, anh chưa quay cá mà em bỏ tím rồi thấy cá đâu quay. Trời ơi tím lè luôn rồi đâu có thấy con cá nữa. Rồi miếng cá để bồng nó lên hơn. Oh. Cá màu gì đây? Cá màu à màu vàng hết hả? Vàng. Dạ anh chào chú. Màu vàng hết. Cá màu vàng. Dạ. Ô con này đẹp quá hả? Dạ con này này. Con cũng biết. Mấy con này đã. À, 5 với lại dạ 9 con. 9 con. Tại đa số màu vàng hả? 5 con vàng rồi hả? 6 con vàng. Có con đen thui rồi. À 6 con vàng có con magoi nữa. Ủa đen thui. Thả chung vô đây luôn không? Ngoài được. Đây. Đây. Đẹp không? Ủa con cá màu đen à, đen thui luôn. Phải không? Con này cô hô cu nè. Mà sao nó bị chói ánh nắng quá giờ thấy màu vàng vàng không à? Nó sủi rồi hả? Ủa vậy hồi trước mình ở trong này mình thợ nhà làm không hả anh? Thợ nhà không à, vậy mình có tính được, mình có nhớ được cái khoảng cái chi phí mà để làm xong hết nguyên cái hồ hoàn thiện không anh? Không, em cũng không nhớ được. Mình nhắm khoảng được không? Chắc tầm mấy triệu, mấy ba chục quá. Có 20-30 triệu thôi. À. Cái hồ gần 7 khối. Gần 7 khối mà 20-30 triệu là rẻ lắm á. Chắc không phải đâu. Chứ em nghĩ tiền vật tư không đã 10 mấy triệu rồi chứ. Không có tiền vật tư anh là chưa tính á. À chưa tính. Tiền vật tư của anh là hình như em nhớ là 20 mấy triệu. À, 30. Vậy là phải thành phải 50. Không ý là em nói hoàn thiện luôn mà. Hoàn thiện hết. Dạ hoàn thiện hết luôn á. Hoàn thiện hết chắc 60 hoặc 70 đó. À vậy còn vậy là cho hồ 7 khối đi. Chắc có 60. Mà nếu mà công nhà tự làm thì em nghĩ chắc nó cũng rẻ. Dạ. Tại vì làm mấy cái vách thi công vách kiến inox rồi gì tùm lum hết mà. Ủa mà cái vàng ba kia này anh định làm để đâu? Em thấy em bỏ đó em có hàng đó, cái inox cũng để lên được. Ủa sao bỏ ủ vậy anh? Thấy nó muốn mục tới rồi. Nắng quá. Chắc tạm thời dời ra để ngoài cái nước nó cũng thoát nhiều quá. Ừ, anh thấy nhựa cũng khó hư lắm mà ta. Mấy năm phơi nắng phơi mưa 2-3 năm. Ông bạ vô đó bữa nó lâu quá nó mục đó. À. Lâu quá cái vách này nó mục. À ý là bây giờ ý anh sợ một cái hàng rào. Ừ. Bây giờ mình dời để lên cái máng này luôn ha. À vậy là cái này đẹp hơn nè. Tại vì cái này mình để lên cái này xong rồi mình thoát xuống luôn. Em tính này ra. Tại vì cái vàng nhựa kia nó đẹp hơn cái vàng nhựa này nhiều. Dạ. Bữa nghe em nói đẹp đó, ngay cái mặt liền để vô. Dạ. Rồi tắm tím, giờ tắm tím bắt cá thả vô. Tắm xong chưa? Dạ rồi, thấy là giờ mới hột với lại... Ờ thì để anh lát anh mua rồi mình về mình chỉ anh bỏ. Dễ mà, cái đó bỏ sao? Coi chừng nó... Mấy ký mới hột. Hôm bữa hồi trước hồ mình có duy trì muối hay gì không anh? Lâu rồi không bỏ hả? 7 khối. Bây giờ vậy anh đi mua cho em cỡ 15 kg muối. 15 kg muối. Dạ 15 kg muối hột. Là tính giảm bớt còn liều lượng là khoảng chừng 2.000, 2 phần ngàn á, gọi là 2 kg trên 1 khối. Đó, xong rồi mình đánh muối. Này để lên không? Dạ không, bắt từng con bỏ vô tại trái nhỏ. Dạ, để em bỏ cá xong luôn rồi em muốn. Cá màu vàng đẹp ha. Máy này màu vàng màu cam lên đẹp, hồ nó đen. Cái gì? Ông kêu thả con trai gồi xuống đó, thả con trai gồi xuống đó, đâu thấy đường. Thả con trai gồi xuống đâu có thấy con trai gồi đâu. Thấy còn cá giống như cá cá gì dưới sông á. Hồ màu vàng lên nhìn đẹp. Bự quá ha, con này cũng bự. Tại nghe nó ảnh bắt size 30 và mấy mà sau này mấy con này bự. 35-40. 35-40 hả? Con kia chắc anh khi nào nó bơi chung đàn mình thấy nó, chứ còn mà kêu mà ngồi đi kiếm nó chắc cũng hơi xa. Chưa bỏ vô mà phải không? Bỏ con đó trước thử. Đó đây nè, nó bên này nè, nó bên này. Ở ngồi đó mà không lấy. Đó đó. Mà gòi nha. Thì cá Nhật thì nó có tên chuẩn xác hơn, còn mình cá Việt nó lai rồi nên mình cũng gọi theo bắt chước thôi. Tối nay anh có cái gì anh đại lại nha. Lên đó. Mà lưng đen bụng vàng nha, lưng đen bụng vàng. Rồi mất tiêu rồi. Mất tiêu luôn. Đó nó đi xuống dưới đó. Còn một con vàng nữa. Giống như kia là phong thủy thôi, còn cái màu đó là đó là vẫn thấy anh, trời nắng rất là vẫn thấy. Nhưng mà hơi khó thôi. Đúng rồi, anh có xài đèn nào? Đúng rồi, anh có xài đèn lon giống mình ở nhà nè. Cái dàn đèn này nó rọi xuống sáng trưng cái hồ luôn á. Anh xài đèn lon không hả nha? Dưới trên này anh có bắt kiến che mưa luôn ha. Cái kiến này mình đi qua được không anh? Được anh. Hay quá. Anh bật lên nè, anh bật đèn lên nè. Nhưng mà anh hình như không phải anh xài đèn trắng, anh xài đèn vàng. Xài đèn vàng thì cái màu cá nó lên nó không có chân thật hơn là cái màu trắng. Ủa sao anh để nước thấp quá phải không ta? Hay nước rút hả? Nước thấp. Cái hút mặt nó không hoạt động luôn. Ở đây nó nắng tới trưa. Dạ. Anh có nhớ mấy cái đèn UV không anh? Anh đi đâu rồi? 2 cái hả? Anh trèo lên rồi đó. Cái kính này anh làm bao nhiêu ly? 12 ly mà 2 lớp phải không? Em thấy 2 lớp rồi. Có lý làm cái bàn kiến nữa không? Ngồi trên nó uống cà phê nhìn đây cũng có lý ta. Ngồi lên, ngồi không luôn, ngồi bệt luôn, ngồi bệt lên trên kiến nhìn xuống luôn. Dạ. Rồi cả nhà, hôm nay mình có dịp mình xuống mình quay cho cả nhà xem, mình đi thả cá rồi mình quay sơ cái ảnh chia sẻ về thông số hồ nè, về kích thước hay vật liệu lọc đồ hết rồi ha. Nói chung mà với cái kiểu của mình đi quay cho cả nhà tham khảo thôi, còn lại cả nhà cứ xem rồi tìm hiểu thêm để làm cho mình một cái hồ nó hoàn thiện và nó có thể đẹp như vậy. Đó, cái này là mình thấy là hồ hiện đại làm vách kiến đồ cũng ok, ở trên máy dùng máy kiến cũng hay á, xài đèn lon cũng ok, rọi nó sâu, cái bề sâu nó hay, nó sẽ mình thấy được những cái con cá rất là rõ cả nhà ha. Bỏ gì ta? Từ trên là anh cũng bỏ chi mắt đúng không? Đúng rồi, tầng trên bỏ chi mắt, tầng 2 Long Vũ, tầng 3 Long Vũ luôn, tầng 4 tầng 5 là Sứ Thanh, rồi anh bỏ qua là vừa. Vậy là mình bỏ lên cái thác đó luôn phải không anh? Cho nó bỏ rời ra ngoài này luôn, cho nó rớt trực tiếp xuống nước luôn. Đúng rồi. Trên cái thác cho ra luôn. Ủa cái tháng này trên đường ra được hả anh? Được. Nó rồi hả? Đặt vào nhà đặt cái đục cái đá này nè, em kêu kiếm đá đục luôn. Dạ. Rồi nó đi ông mấy thì dồn về hướng cứ đi thôi. Dạ không, tại vì em không có làm tư vấn, em chỉ có đi quay video thôi à. Còn cái bạn tư vấn là bạn ở nhà bạn tư vấn nha anh á. Cái bạn tư vấn là bạn khác chứ không phải. Cái bạn bán cá là bữa nay, cái đợt trước là các bạn khác, mà bữa nay là các bạn này. Chứ còn em không có trực điện thoại, em chỉ có đi quay video rồi về em làm video rồi em đăng thôi à. Còn mấy bạn tư vấn là cứ ví dụ mà có khách hàng rồi là họp lại, lâu họp thì những cái hệ thống hồ của anh là em vẫn nắm, em vẫn biết, em vẫn chỉ đạo lại cho mấy bạn tư vấn cho nó hợp lý á. Nhưng hồ anh là ok rồi. Chỉ có cái là em thấy sao mà cái luồng đó nó đi đang đi ống 60 mà ra ngoài này là ống 34. Ống 27 à? 27. Ừ, thì nó hơi ép. Em đi tới 3 ống rồi. Dạ, 3 ống thành ra nó nhiều hơn đó. Thì được, em biết là cái lượng nước thì nó nhiều hơn. Đúng không? Nhưng mà ví dụ mà nó là bơm mình là bơm hồ cá mà cái đường nước nó càng đều á. Em đều ví dụ thay vì anh đi một ống 1 thôi, 60 ngay chỗ đây thổi thôi nó mạnh hơn là 3 ống 7 nhiều luôn. Dạ. Nó mạnh hơn 3 ống 7 đó, mình cứ để một ống 60 nó bự về nó thổi một cái luồng á, ý là cái luồng nó tấn công ra nó tỏa ra, nó mạnh hơn là 3 cái luồng nhỏ. Hàng chị em chia đều ra, em chia đều ra chỗ này ngóng này nè, kiểu vậy đó. Em tính thổi cho đều nhưng mà cũng đông, không biết. Phải biết vậy thì bút một cái một, là khỏe hơn. Nó vừa cái nó đi ra cái hình luồng nó ra giống cái loa anh, đang nhỏ vậy nó ra loa bự vậy nè. Đó thì cái luồng nó ra nó mạnh hơn. Trời dừa gì mà ngọt chứ anh? Dạ, không ngọt thôi, dừa với mình bán cũng là chắc rồi đó. Ngon. Dừa này giờ rẻ ăn cáp luôn, cái đây có bữa này mới bán có 25.000 chục, mà chục 12 cái. Ở dưới này tính ra có 2.000 đó. Thì thứ này em bán ngon. Với em bán tiền vận chuyển thì mình em thấy có gì đâu vận chuyển đó từ 2.000 lên 13.000 ghê trời. Qua cái hình tay. Wow, anh có cái xuồng gì đẹp quá kìa, đi quay cho cái này. Ủa anh có bỏ cá hôm này không? Hồi trước có anh, em mới dời ra mới xúc chưa gắn độc này kia lại. Ồ đẹp không? Là lúc trước cái này vẫn bỏ cá, bỏ lọc anh để rời á hả? Chứ ở đâu đây đâu có thiết kế. Chủ yếu là mình bỏ cái lọc ở cái bông thác thôi. Dạ. Cái này thì anh phải gắn đèn đồ hết ở trong này chiếu ra, có đèn khói nữa nè. Này gắn hết đẹp ha. Này gắn máy để ra ngoài biển chạy. Gắn máy đem ra ngoài biển chạy. Để chụp cái ảnh về nha. Anh gắn mấy cái cây nhựa, cái đó anh không để ở ngoài luôn, chơi cây thiệt luôn anh. Để ngoài chơi còn cái thằng gì đó được. Em thấy người ta để nếu dụ để đây 2 hồ cá luôn là đẹp luôn nè. Mà không đủ diện tích để. Mà cây nhà anh nhiều quá, quá trời cây luôn. Mà không chăm được ha, không có thời gian chăm hả? Hay là thuốc bỏ. Dạ. Qua mới chi người đã làm chưa chơi dọn dẹp không hết. Rồi làm việc xong hồ ảnh, bây giờ mình đi ra Bến Tre nha, ra thành phố. Mai quá trời luôn à. Hai bên đường cây mai. Vô phía trong của ở đây là mình thấy nhà nào cũng vậy nè cả nhà. Nhà nào có một cái con mương, con kênh rồi dừa nè, gà đồ nè, rất là đã luôn, thoáng mát vô cùng luôn. Đây đường này, đường mòn, hồi nãy là mình nhớ anh quẹo đây, quẹo nhà ảnh đúng không? Thì bây giờ mình đi ra lại đường này, chứ đi thẳng cái đường kia là đi lạc luôn á. Đây đi đường này. Với lại đặc biệt ở dưới miền Tây là mình sẽ thấy những cái ngôi mộ ở trong đất nha các nhà. Là giống như kiểu là nhà ai mà có người thân mất là chôn ở trên đất luôn. Ra đây nó mát. Gió, cả nhà nghe tiếng gió. Đã không? dừa nè, dừa gọi lùng tịch luôn, đứng đây là bẻ được luôn. Đó, mộ ra quá trời luôn đó nha. Không biết ở dưới miền Tây bây giờ có cái luật mới hay là phải đem ra nghĩa địa gì không, mình không biết nữa. Ồ, dừa đã không? Trời ơi, ơi đã à. Rồi gió mát, dừa nhiều mà dừa gió nữa, mát ghê luôn. Đây nuôi gà cũng nhiều. Đây không biết chắc có xe rác vô đây, đây có tập kết rác. Cả nhà thấy cái đường không? Cái đường nó cỡ 1 mét, 1m2, cỡ 1m2. Nếu mà đi xe rác vô đây thì chắc là có xe ba gác nhỏ hay gì vô thu rác. Dạ chào cô. Đâu lạ vậy chú? Dạ con ở Vũng Tàu lên. Vũng Tàu dạ. Dạ nhà anh đó đó cô. Người miền Tây rất là thân thiện nha cả nhà. Đi đâu cũng hỏi thăm hết á. Ở đây mà không biết mấy đứa con nít nó có xuống đây nó bơi không ta? Chắc không bơi, nhảy xuống bơi. Tại bây giờ mình phải đi qua thành phố Bến Tre có công việc nên mình không có bay lay cam ở đây, chứ bay lay cam ở đây thấy dừa đồ cũng đẹp quá ha. Mà lay cam để ở ngoài rồi, để ngoài xe đây, có xe đang đi qua. Bản số Bến Tre là Bến Tre là 71 nha cả nhà, 71 Bến Tre Mãi Đỉnh. Bến Tre không có tre mà toàn là dừa. Rồi ra đi thành phố Bến Tre thôi.